nay mấy mấy anh em với vợ với bà xã với mấy đứa cháu đi sinh tồn nha cả nhà. Hôm nay đậu xe đây, lát nữa đi với Hải cắm câu cá thòi lò biển. Và đi xuống dưới khu đó cắm cá, bắt cua, bắt vợt, bắt gì đó sẽ lên nướng ăn nha. Rồi, đây nè. Không ơi. Chào các ơi. Chào cả nhà. Rồi, cái này đi với Hải nữa nè. Chào cả nhà luôn nha. Rồi, giờ Tùng mời cả nhà theo chân hai anh em đi cắm câu cá thòi lò nha. Đi bắt cua luôn. Rồi giờ xách cái vỏ đi. Giờ còn mấy cây nữa là hết nha cả nhà. Mấy anh em sẽ lên trên bờ. À, lên chỗ cái chòi hồi nãy á. Tùng sẽ nướng nha. Nướng để cho mấy người fan hâm mộ với anh chị em đâu ăn ở trên đó cả nhà. Quá mệt là nói hết da tiếng luôn cả nhà. Trời thì nắng gắt luôn nha. Quá mệt. Hai anh em băng từ đây lên tới trên xe kiếm miếng nước uống. Không có đem theo nước này. Quá khát rồi. Hy vọng là lên đây thành quả sẽ có nha. Còn mấy cây cuối cũng có nhiều cái hy vọng. Rồi nó lâu đâu trên cồn nó đi bụi luôn rồi. Gấp nó đi lên trên cây nó ở. Cá mà gấp mồi lên trên cây ở cả nhà ơi. Không hiểu nổi luôn. Nãy giờ mình cắm ở đâu ta? Tôi đi hoài không tới. Kì vậy? Rồi sảy luôn rồi. Nó ăn đục ngò luôn. Lâu xuống luôn mà không dính nè cả nhà. Con này đập được nè. Vô luôn. Thôi đi đi, bỏ đi. Chưa nắng rồi. Cây này còn y thinh luôn. Ô, mệt quá, giờ thăm tiếp cả nhà. Sáng bên đây có gài hai cây. Đi có dính hay không đây. Sao còn nguyên si vậy trời. Ôi nó ăn nó lôi mồi ra hoài luôn không dính rồi. Nó ăn nó tuốt lưỡi mồi ra hoài luôn. Nè. Nói chui chứ vô nữa. Nhổ cái đó đi. Để vô thăm cái này cái da luôn, đứng đó luôn đi. Trong đây còn một cây hy vọng có thành quả nghe. Ơi, dính lụm lụm. Lụm rồi. Trời ơi, sảy luôn. Đục mò luôn. Thua luôn cả nhà. Nó ăn mồi vậy luôn. Xúc luôn. À, thua đi. Đành hẹn lần sau đi. Gì nói thục. Lụm mày Hải ơi. Lụm mày. Con cá nè cả nhà. Nãy bắt ba con thôi. Con nào cũng lấy nè. Chè bè luôn. Rồi gỡ đi. Dễ gỡ mà lưới câu dễ gỡ. Lưới câu này đung nó lên thì nó lên. Đung nó lên đẩy về trước. Được không? Thầy ơi đây. Đẩy về trước nó ra hả? Đó. Rồi tiếp tục. Trời khá nắng cả nhà. Rồi mấy anh em sẽ lủi qua bên cái đám đó đó để đi vô trong kia thăm mấy cây nha. Có dính thì Tùng sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Nhưng mà nãy cắm ở bên đây cây thì chắc có là hy vọng nha cả nhà, 90%. Bây giờ thì Tùng sẽ qua thăm cho cả nhà cùng xem nha. Bên cây bên đây là 90% là chắc chắn là phải dính này cả nhà.
Ôi ơi, nó chạy kìa. Hình như nghe ọc ọc hay gì nè. Gì vậy? Sao không ăn còn nguyên à? Nhổ không coi. Cây này không dính cả nhà. Không về. Cái gì vậy? Chưa? Được chưa? Bây giờ cắm không có, chuyển sang đi đào, đi bới, đi bắt luôn cả nhà ơi. Trời thì nắng quá ha anh em trong đống lá nè. Chào ơi, lụm chưa? Lên cái này. Bự không? Bự đó. Con là bằng con nãy không? Nãy. Trời. Tiếp tục lại là hàng khủng nữa cả nhà ơi. Vô rồi. Vô rồi nè. Cắm câu không có mà đào thấy có lý hơn cả nhà ơi. Này cũng không thua gì con nãy nha. Ui con cá này nó mập. Ờ ok, vô. Rồi, hai anh em sẽ đi bên đó, đi vòng bên kia. Để thăm mấy câu, để có con cua nó bố cũng còn mới quá mà kiếm không già cả nhà. Với cái cua đồ trong đám lá dặm này nè. Cái lớn cái nó già nó bối nó ăn á. Mình kiếm không được nó nha. Cua nó trong đây nó già. Cái lớn đi theo mấy khe này già nó ăn. Ủa, hai con gì nữa ăn quá. Nếu mà cua nó bò nè. Bò tới đây vô hang cắm thùng này. Vật hang cắm thùng này. Bây giờ hái đào hang, mình đào hang nha. Đưa đưa móc thật thấy chưa? Có thì kiếm cua này luôn. Tắt trên lên. Ơ, ở đây nè, ở đây nè. Đây nè. Có không? Ừ, đúng rồi đây. Cái này cái hang này không có bây giờ nó qua hang này đây nó trình lên nè. Cua nhảy. Dậu. Quẹo luôn rồi. Trời ơi. Dậu luôn rồi. Gì? Đi đâu vậy? Chú thẳng thẳng vô hả? Chú cắm luôn hả? Tiếp đây, biết chứ. Đổng gì? Cá chú đâu tiền rồi. Vô bên đâu rồi. Con cá dữ luôn. Được chưa? Yeah. Kiếm được con cua hơi khó cả nhà. Đây. Con cua nha. Quá mệt luôn. Vô cho cả nhà xem. Đây con cua nè. Kiếm cũng hơi khá cực này cả nhà. Nhưng mà thấy được là có thành quả nha. Lát nữa là nướng luôn cả nhà. Phát hiện con cua nữa nè cả nhà, nó tha cái con giọt nó lên nó ăn. Đó, đây hai đào nè. Cái gì? Thấy như con cua mới chạy xuống rồi vậy.
Ăn thủng đồ vô đó đó. Phải không? Tới luôn hả? Móc rồi. Móc sâu đít kìa. Kêu mà nó mới thấy con cua cho xuống mà. Coi ém nó luôn rồi, đừng cho nó thấy cạn. Bắt cua với cá lát nữa mình cắm câu lên là mình nướng sinh tồn luôn nha. Dung dinh hay gì đó. Để bắt con cua mà. Ơi, bự à, bự. Cỡ con nãy. Đây. Cua này cũng trọng à. Từ từ. Đừng nôn, cho chạy lên. Rồi cho hai chối luôn nha. Giữa kìa. Cua gì mà không bắt, chắc ngắt luôn. Quá im. Cua gì không bắt. Đó, lấy lạc đó luôn. À, chối xong sẽ đi tiếp nha cả nhà. Quá, trời hôm nay nắng quá rồi, nắng rồi. Nắng cháy da rồi, hai anh em. Dồ xong. Đâu rồi, đâu rồi? Chú dưới luôn hả? Bị trúng độc rồi cả nhà ơi. Hải bị trúng độc rồi. Pha này quá nhanh, tốc độ quá nhanh, mình không có quay kịp nha. À, cháu sẽ đi tiếp cả nhà. Anh ta đã bị quến một cái càng. Nó không ở dưới vạch này cả nhà. Nó lên đây. Đụng cho một cái hang đúng mà luôn. Biết có hay không luôn. Đó, nhìn đó. Quá trời. Chà, còn hơi sâu rồi nè. Ở hai bên nữa. Đụng không? Đụng đụng khỏi đào, khỏi chụp. Hang này nó đi qua hang kia. Con nhỏ mà. Con lạng lạng mấy. Không được. Có ăn đây. Đây. Cua cái nè. Khá ok nha. Rồi, cháu sẽ đi tiếp coi nha. Bắt cá bóng thùng ở trong cạt dừa nha nha. Đào rất là khó nha. Ngước cổ rồi cũng thôi. Nè. Này nó xỉa nè, bén. À, lên rồi cả nhà ơi. Đó. À. À, nó cha nó. Xuống ổng nữa. Bự không con này, bự không? Bự. Con này bự phải không? Bắt được một con cá mà để nướng ăn cũng hơi khó khăn, cắm câu thì đó chưa có nè cả nhà. Trời. Nè. Xuống nè. Lên cái này. Ôi. Con gì ghê vậy? giữa ơi. Cứ sạch đó ngay coi con cá ra, trời ơi con cá nó bự. Rồi. Trời ơi hàng khủng. Đây nè. Đây. Ủa. Rồi tiếp tục. Rồi, đây là cái thành quả. Hồi nãy giờ mấy anh em sẽ đi cắm câu rồi bắt cá thò lòi nè cả nhà. Được có ba con cá thò lòi. Với con 3-4 con gì đó. Với được mớ cua, mấy con dọp. Rồi lát nữa Tùng sẽ nướng cho quay cho cả nhà mình xem nha. Cua này thì cua biển nha, rất ngon nha. Đây, cua biển nè.
Đó. Bắt nãy lại mà đi bắt được thêm cái con nữa. Bắt được mấy con nữa. 1 2 3, 2 con cua, 3 con cua, 4 con cua, 5 con cua, 6 con cua, 7 con cua, 8 con cua, 9 con cua. Rồi, được 9 con cua nha. Với được 3 4 5 con cá thòi lòi. Còn tôm này thì mình mua cắm câu không hết, mình sẽ nướng luôn nha. Rồi.